Mà cái lưỡi của nó, cô chú anh chị thấy những cái chấm không? Và nó có cái những cái sợi râu nhìn rất là xinh và bắt mắt luôn, đúng không cô chú anh chị? Nhìn là không biết sao chứ em là mê đó. Giá dao động chậu này là 220.000 cho tới 250.000, tại dòng này ai cũng thích hết cả nhà ơi. Sở hữu nhanh tay liền luôn. Giờ em đi, giá của hoa lan Tâm Thị đang có chương trình ưu đãi lớn 178.000 một cây. Cô chú anh chị mình sở hữu 2 cây em miễn luôn cái ship đó. Giá vừa tốt, hoa vừa đẹp. Nhanh tay comment số điện thoại nha cô chú anh chị, hoặc là gọi điện tới số sớm. Tại vì em có tầm khoảng 20 cây đến 30 cây nha cô chú anh chị. Mà hàng đang có vòi cho cô chú anh chị mình nè. Gọi sớm đi có vòi hoa nha cô chú anh chị. Hiện tại là đang có hoa rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Cây thực tế của em bán nè cô chú anh chị ngắm. Để cô chú anh chị mình khỏi kia em chụp hình nha. 1, 2, 3, 4, ít nhất là nhiêu đây nha cô chú anh chị. Ngắm toàn chậu nè. Đó, hàng đang có vòi hoa cho cô chú anh chị mình luôn. Để sở hữu cô chú anh chị mình, thứ nhất là vừa biết mặt hoa đẹp, thứ hai nữa là tận hưởng được, thưởng thức được cái hương hoa nè, màu sắc, và thưởng thức được cái xiên hoa ra làm sao. Đó, hai cái con là hai và hoa tiếp tục cho cô chú anh chị. Hàng này